appointment. Cách đặt appointment thì quý vị có thể bấm vào nút appointment bên góc phải màn hình. Ngay lập tức thì quý vị sẽ thấy màn hình appointment. Phía trên là tên thợ được phân chia theo từng cột. Bên tay trái là khung thời gian làm việc. Để đặt appointment thì quý vị sẽ chọn vào phần ô trống bên dưới tên thợ có appointment và khung thời gian tương ứng. Tiếp theo thì quý vị sẽ search tên của khách hàng để đặt appointment. Nếu như quý vị không biết tên mà chỉ biết số điện thoại thì quý vị có thể bấm vào ABC để chuyển sang tìm số điện thoại. Tôi sẽ minh họa bằng cách là điền vào số điện thoại thì quý vị sẽ thấy ngay tên của khách hàng cần đặt appointment. Nếu như đây là khách hàng mới, chưa có thông tin gì thì quý vị có thể bấm vào Add New Customer và sau đó thì quý vị có thể điền tất cả những thông tin đó vào. Trong minh họa này thì tôi sẽ dùng thông tin của khách hàng đã có sẵn rồi. Tôi sẽ nhập số điện thoại vào và sau đó bấm chọn Customer. Sau đó thì tôi sẽ chọn Service mà khách hàng muốn. Như vậy là quý vị vừa tạo xong một appointment. Online appointment. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị về online appointment. Trên màn hình thì quý vị đang theo dõi là màn hình demo. Chúng tôi có appointment online và gift card online thì tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị thấy là một khách hàng của chúng tôi đang sử dụng tính năng appointment online. Thì đây là website của tiệm. Quý vị chỉ cần bấm vào appointment online để thực hiện tính năng book lịch hẹn online. Bây giờ thì tôi sẽ minh họa cho quý vị cách đặt appointment online. Sau khi bấm vào appointment online thì tôi sẽ chọn service bằng cách là bấm vào ô select service. Sau đó thì tôi sẽ chọn service nào mà mình muốn. Ở đây tôi sẽ chọn là 60 phút hold on. Sau đó thì tôi sẽ bấm vào ô any service provider để chọn thợ. Ở đây thì quý vị có thể chọn thợ mà quý vị muốn là làm thông qua cái tên chọn thợ mà quý vị muốn là thông qua cái tên hoặc là hình ảnh đại diện của người thợ đó. Còn nếu quý vị không chọn ai thì quý vị có thể bấm vào any service provider. Trong ví dụ này thì tôi sẽ chọn tên thợ là Ed. Quý vị bấm vào ô tiếp theo để chọn ngày mà quý vị muốn đặt appointment. Thông thường thì cái hệ thống sẽ hiển thị ngày hiện tại quý vị thực hiện appointment. Trong ví dụ này thì tôi sẽ chọn ngày hiện tại và sau đó thì tôi sẽ bấm vào nút search. Màn hình tiếp theo nó sẽ hiển thị cho quý vị thấy toàn bộ thời gian trống của người thợ tên Ed vào ngày quý vị đặt appointment. Quý vị chỉ việc lựa chọn khung thời gian mà quý vị mong muốn. Ví dụ tôi sẽ chọn khung giờ là 12:30. Ngay lập tức thì màn hình sẽ xuất hiện ô cửa sổ Note. Cửa sổ này thì cho phép quý vị có thể điền vào những cái thông tin mà quý vị muốn tiệm phải lưu ý. Nếu như quý vị muốn add thêm service vào thì quý vị có thể thực hiện lại cái thao tác như lúc nãy. Nếu không thì quý vị có thể bấm vào nút Book Appointment. Hoặc quý vị muốn thay đổi thông tin gì thì quý vị có thể bấm vào nút Start Over. Tôi sẽ bấm vào nút Book Appointment. Tiếp theo thì hệ thống sẽ yêu cầu quý vị điền thông tin cá nhân vào, bao gồm là số điện thoại, first name, last name. Nếu thông tin của khách hàng đã có trong hệ thống dữ liệu rồi thì hệ thống sẽ tự động hiển thị ra các thông tin liên quan. Sau đó thì quý vị có thể bấm vào khung I'm not a robot và sau đó thì bấm vào nút book now. Sau đây thì sau khi tôi book appointment thì trên màn hình máy POS sẽ hiện lên một cái thông báo là có appointment online được book trên góc trái của màn hình. Quý vị bấm vào confirm online appointment thì màn hình sẽ hiện ra một cái thông tin appointment. Quý vị có thể bấm vào appointment để xem thông tin chi tiết hoặc là bấm confirm all để confirm appointment này. Quý vị có thể bấm vào appointment book để kiểm tra appointment mà khách hàng vừa book. Appointment online sẽ được hiển thị bởi một cái màu để khác, cái màu khác để mà quý vị có thể nhận biết. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu khi mà khách hàng họ có đặt appointment và tới check-in, cũng giống như cách check-in thông thường, khi khách hàng tới thì họ phải nhập cái số điện thoại của mình vào và ngay lập tức
thì cái hệ thống nó sẽ hiển thị cái thông tin appointment của khách hàng lên. Khách hàng này chỉ cần kiểm tra thông tin lại một lần nữa và sau đó họ bấm yes. Tiếp theo nó sẽ là màn hình hiển thị điểm tích lũy của khách hàng. Bên trên là ticket number của khách hàng. Tên màn hình POS. Trên màn hình POS thì tôi sẽ vào phần service. Ở đây thì quý vị sẽ thấy một cái sự khác biệt nho nhỏ. Ở phần thời gian sẽ có hai khung thời gian. Bên trên là thời gian mà khách hàng check in vào tiệm và bên dưới là thời gian mà khách hàng họ book appointment. Và quý vị cũng sẽ thấy được tên của người thợ. Quý vị sẽ kiểm tra nếu như người thợ đó available thì quý vị sẽ bấm vào tên người thợ để mà open ticket. Tiếp theo thì quý vị có thể bấm vào tên khách hàng rồi chọn OK. Tiếp theo quý vị kiểm tra lại các thông tin và bấm Start Service.